Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức nổi bật trên các báo số ra ngày hôm nay, 19 tháng 10 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, với nhan đề cả nước hướng về vùng lũ miền Trung, chủ động phòng chống bão số 7, báo Quân đội Nhân dân cho biết. Chiều ngày 18 tháng 10, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Trong niềm xúc động sâu sắc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời thăm hỏi tới các gia đình có người bị nạn, bày tỏ sự cảm thông chia sẻ với những thiệt hại to lớn mà đồng bào các tỉnh miền Trung phải hứng chịu. Với tinh thần tương thân tương ái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, công nhân viên, người lao động các cục, vụ, viện, đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng đã tham gia ủng hộ mỗi người một ngày lương. Tổng số tiền quyên góp được là 450 triệu đồng. Cuộc chiến không cân sức giữa các nhà sản xuất nước mắm truyền thống với những công ty tập đoàn nước mắm công nghiệp khổng lồ vừa mới được chú ý vì có sự ủng hộ của các nhà khoa học, thì dư luận đã có xu hướng nghi ngờ. Bởi vừa mới đây, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam Vinatast đã đưa ra thông cáo báo chí về kết quả khảo sát nước mắm trên toàn quốc. Báo Nông nghiệp Việt Nam cho biết. Bản thông cáo này đã nêu ra các vấn đề sai phạm phát hiện trong việc công bố ghi trên nhãn như hàm lượng đạm toàn phần, hàm lượng nitơ axit amin, hàm lượng nitơ amoniac và đặc biệt là nhấn mạnh đến việc phát hiện hàm lượng arsen tổng của các loại nước mắm cao, đạm vượt ngưỡng quy định. Điều này gây ra hoang mang bao trùm lên tâm lý người tiêu dùng bởi họ ngộ nhận rằng nước mắm cao đạm chứa nhiều arsen. Theo tiến sĩ nước mắm Trần Thị Dung, chuyên gia công nghệ chế biến và bảo quản thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì nước mắm an toàn vì arsen hữu cơ gần như không độc. Bà cho biết, công bố này của Vinatast nhằm mục đích bảo vệ người tiêu dùng và để có cơ sở đề xuất cho các cơ quan quản lý nhà nước các vấn đề liên quan đến quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm của các sản phẩm nước mắm trên thị trường. Song vấn đề Vinatast nêu về thạch tín trong nước mắm thì bà không thể đồng tình. Nhiều nhà quản lý giáo dục thừa nhận những vụ việc bạo lực học đường không chỉ có xu hướng tăng về số lượng mà còn tăng về tính chất phức tạp, nghiêm trọng. Thực tế này đòi hỏi ngành giáo dục cần phải gấp rút có giải pháp hạn chế các vụ việc đáng tiếc xảy ra. Với nhan đề điều chỉnh văn hóa ứng xử trong trường học, báo tin tức cho biết. Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ ban hành khung quy tắc ứng xử và khẩu hiệu được thống nhất sử dụng trong toàn quốc, sẽ chia làm khối mầm non, khối tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học cao đẳng. Bộ cũng chuẩn bị ban hành thông tư quy định tổ chức hoạt động văn hóa và ứng xử văn hóa cho học sinh sinh viên trong các nhà trường, nhằm quy định và hướng dẫn tổ chức nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh sinh viên, hướng tới các hoạt động lành mạnh, phù hợp với tâm lý từng lứa tuổi để bồi đắp tinh thần hướng thiện cho học sinh sinh viên. Vụ đông ở các tỉnh phía Bắc nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng được xác định là một vụ sản xuất chính trong năm, đem lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Tuy nhiên, những năm gần đây, diện tích gieo trồng cây vụ đông không ổn định, nhất là nhóm cây trồng có giá trị kinh tế thấp liên tục giảm, nhưng tổng giá trị sản xuất vẫn tăng. Lý giải cho kết quả trên, báo Vĩnh Phúc khẳng định rằng chủ trương chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nói chung, vụ đông nói riêng những năm qua của tỉnh đã thực sự đi vào cuộc sống, từng bước làm thay đổi phương thức tổ chức sản xuất của người nông dân theo hướng tập trung, tạo ra khối lượng hàng hóa lớn. Đây là tiền đề quan trọng để Vĩnh Phúc hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, chất lượng cao. Những chủ đề trong tranh luận trực tiếp lần thứ 3 Trump-Clinton là thông tin quốc tế nổi bật có trên báo Giao thông số ra hôm nay, bài báo cho biết. Đây sẽ là cuộc tranh luận cuối cùng của ông Trump và bà Clinton trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ tới. Chris Wallace, người dẫn chương trình nổi tiếng của kênh truyền hình Fox News, sẽ đảm nhiệm vai trò điều hành cuộc đấu khẩu lần này giữa ông Trump và bà Clinton cho biết. Những chủ đề mà nhà báo lão luyện này dự định sẽ đưa ra trong cuộc tranh luận lần tới gồm các vấn đề như kinh tế, di cư, toán tuổi cao, nợ và những chuẩn mực pháp luật, những điểm nóng ngoài nước Mỹ, tiêu chuẩn Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, các chủ đề có thể thay đổi linh hoạt theo thời sự. Bão Sarika đổ bộ vào đảo Hải Nam Trung Quốc là nhân đề bài viết có trên báo Nhân dân số ra hôm nay, bài báo cho biết. Sáng 18 tháng 10, bão Sarika đã đổ bộ vào đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. Đây là cơn bão thứ 21 đổ bộ vào nước này trong năm nay. Bão đã gây ra mưa to, gió giật mạnh và sóng biển dâng cao. Giới chức địa phương cho biết hơn 13.700 người sống ở khu vực ven biển hoặc trong những ngôi nhà không an toàn đã được sơ tán. Các trường học đều đóng cửa. Hơn 250 chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế chính trên đảo Hải Nam bị hủy. Các chuyến xe lửa cao tốc cũng ngừng hoạt động từ sáng ngày 17 tháng 10. Đây được coi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào đảo Hải Nam trong 10 năm qua. Mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.